Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của UK Nail Queen Hôm nay Queen sẽ hướng dẫn cho mọi người cái bộ móng mà Infill ôm rê Infill ôm thì nó không có khó nhưng mà nếu mà chúng ta nắm được những cái căn bản thì chúng ta làm nó rất là dễ và rất là nhanh ha mọi người ha Đầu tiên thì khi khách đến thì chúng ta sẽ bào cái phần top ở trên cái móng của khách đi Mà các bạn nè, ví dụ như khi mà các bạn infill á Các bạn infill mà khách đổi màu Ví dụ như khách không có muốn xài lại cái màu cũ này mà muốn infill cái mẫu màu mới cũng ombre luôn. Nhưng mà cái mẫu màu mới á thì khi mà các bạn mài các bạn phải mài thiệt là mỏng xuống. Các bạn mài mài mỏng nhất có thể để các bạn lên hai cái màu khác, hai cái màu mới khác. Nhưng mà nếu mà khách á, mà người ta thích cái mẫu ôm ombre lại cái màu cũ á thì các bạn làm cực kỳ đơn giản luôn. Và đây là cái bộ mà khách muốn lại cái màu cũ này thì các bạn chỉ cần mài sơ cái lớp top ở trên móng và những cái chỗ nào bể từ phía trong móng đi ra là cái chỗ nào bể đâu này kia các bạn cắt nguyên có hướng dẫn những cái video mà cái cách à, à, cắt cắt những cái bột vỡ của anh phiêu á các bạn có thể xem lại và các bạn cái bộ móng này thì nguyên làm cho khách được gần 3 tuần rồi cho nên là giống như kiểu nó còn như mới luôn cho nên là bột vỡ nó rất là ít cho nên là nguyên không có cần phải cắt nhiều nhưng còn cái phà, phần ở phía ngoài á cái bột trắng ở phía ngoài á thì hầu như các bạn chỉ lướt sơ thôi các bạn lướt sơ để cho nó um, cho nó mất hết cái lớp tốt thôi chứ không cần bào mỏng ha và khi mà khách mà người ta muốn á, mà các bạn cắt ngắn cái bộ móng của người ta lại thì các bạn phải chú ý ở cái chỗ là chúng ta cắt vừa vừa thôi chứ chúng ta nói với khách là không có được cắt ngắn quá nếu mà khách in á mà khách cắt uh, cắt ngắn cái móng quá á, thì cái phần bột trắng này nè nó sẽ ít đi nó sẽ còn lại ít đi và một lát nữa mình đắp thì mình phải bồi bột trắng nữa nó rất là khó Vì vậy cũng vẫn được nhưng mà nó rất là khó Vì vậy cho nên là chúng ta cắt thì chúng ta cắt vừa vừa thôi Để cho cái bột trắng cái phần ngoài này nó còn dài nè Để một lát nữa chúng ta bồi cái bột màu hồng thì nó sẽ được đẹp hơn ha các bạn ha Và cái bộ này nó còn mới lắm cho nên là Quyên cắt không có nhiều Quyên không có cắt vỡ nhiều ha Sau khi mà các bạn mà bào tớp xong thì chúng ta sẽ À, bào sần cái phần móng ở phía trong mới ra các bạn nhìn thấy cái phần móng ở phía trong mới ra nè đó thì chúng ta sẽ bào sần cái phần đó và chúng ta sẽ lấy hết tất cả những cái da nó nó bị tràn lên trên móng của khách đó đó chúng ta bào sần và chúng ta à, lấy hết những cái da đó đi để một lát nữa chúng ta cắt sơ qua để chúng ta đắp nó không có bị à, bột nó không có bị nằm ở trên những cái da chết thôi các bạn ha khi mà các bạn bào sần á các bạn nhớ bào sơ cái phần ở trên móng và các bạn mài rất là kỹ những cái phần chân móng nè, có những cái lớp da nè các bạn thấy không? Đó, các bạn phải nhớ là mài cho thiệt là kỹ để chúng ta lấy hết những cái lớp da chết đó đi ra. Nếu như mà khách đó đem cái bộ uh, móng mà uh, in đem cái bộ móng ombre uh, um, cũ như thế này đến mà infill mà để sơn màu á thì chúng ta làm rất là dễ. Khi mà các bạn bào xong thì một lát nữa các bạn uh, à, uh, phiêu cái bột clear lên trên cái phần chân móng mới ra cũng được sau đó chúng ta chỉ việc chúng ta sơn màu lên thì nó sẽ lắp hết nó sẽ lắp hết những cái 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 màu ôm um, rê của chúng ta nhưng mà nếu mà có những cái trường hợp đặc biệt như thế này nè nếu mà cái khách mà ôm rê mà màu đậm á thì sau đó mình phải nói với khách là một lát nữa phải lên cái màu đậm hơn thì nó mới cover được chứ nếu mà khách đã ôm rê cái màu đậm rồi mà một lát nữa mà khách muốn in mà để sơn lại những cái màu nu nhạt nhạt á thì nó sẽ bị lộ cái màu bột sẵn ở dưới móng ha vì vậy cho nên là khách phải làm những cái màu đậm hơn rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt nè các bạn thấy không các bạn cắt hết những cái phần da chết ở phía trên cái móng đi để một lát nữa chúng ta đắp bột nó không có bị tràn lên trên cái 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 phần da chết này ha, nó sẽ bền móng hơn. Còn á mà khách mà đắp ôm ray mà như cái bộ này thì nó dễ nè. Một lát nữa khách sẽ thích cái bộ ôm ray này, cái màu cái màu bột hồng ở phía trên nó là cái màu cũ lại thì nó dễ hơn vì vậy cho nên là có các bạn phải lưu ý ha nếu mà cái màu bột hồng này thì một lát nữa thì chúng ta lên thì nó dễ hoặc là nếu mà khách à, không có thích ôm dây lại mà khách thích à, đắp xong rồi một lát nữa sơn màu à, nước sơn á thì màu nào lên nó cũng có thể lắp được cái bộ màu hồng này còn những cái bộ nào mà nó đậm quá á, thì phải nói với khách là à, một lát nữa phải lên cái màu ở phía trên á, thiệt là đậm nó nó thiệt là đậm để nó cover được với cái bộ móng của khách ha các bạn ha rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta đắp chúng ta chuẩn bị chúng ta đắp thì hầu như chúng ta chỉ dùng được à, cái bột màu hồng để chúng ta đắp thôi chúng ta không có dùng bột màu trắng nữa tại vì cái phơm ở ngoài màu trắng này là chúng ta hầu như chúng ta giữ y nguyên lại rồi vì vậy cho nên chúng ta sẽ không có đắp màu trắng nữa mà chúng ta chỉ đắp cái, cái phần bột màu hồng thôi và các bạn nhớ nha nếu mà khách kêu các bạn làm ngắn lại á, thì các bạn phải nói với khách nha ngắn lại thì cái màu trắng nó ít quá thì lát nữa nó sẽ không có đẹp còn nếu mà khách mà cứ ý mà muốn thiệt là ngắn lại không muốn làm dài nữa thì các bạn <laughs> các bạn làm ngắn và các bạn phải mài cho nó mỏng xuống và lát nữa các bạn lát nữa các bạn đắp màu trắng ở phía ngoài còn như quyên thì quyên sẽ không có đắp màu trắng ở phía ngoài nữa màu hồng, hồng thôi và cái này á các bạn nhớ chú ý là chúng ta lấy bột chúng ta lấy một chút xíu thôi chúng ta lấy để chủ yếu là để cho nó lắp được cái khoảng trống mà cái móng thật của khách mới ra thôi chứ chúng ta không có cần lấy nhiều nha các bạn nha và sau đó thì chúng ta chỉ việc kéo xuống để cho nó cover được với cái phần bột trắng ở phía ngoài là ok ha và đắp cái mẫu này nó rất là nhanh và nó rất là dễ các bạn nó không có lâu in thì nó rất là nhanh mà miễn sao các bạn lấy bột chuẩn là các bạn làm chuẩn nếu mà khi mà các bạn lấy bột để in á mà các bạn lấy quá nhiều á thì cái bột của nó sẽ dày và nó sẽ lắp hết cái phần bột màu trắng ở phía dưới là nó sẽ không có được đẹp ha vì vậy cho nên các bạn lấy chỉ vừa đủ ở phần trong thôi Cái phần mới ra thôi và các bạn bồi sao cho nó tròn chỉ ở phần trong Thì một lát nữa khi mà chúng ta làm xong chúng ta mài thì nó sẽ rất là đẹp rồi cái phơm này của khách nè Quyên làm xong rồi bây giờ hầu như nó cũng còn phơm luôn Một lát nữa chúng ta mài chúng ta rửa nó rất là dễ ha Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt nhẹ nhàng vào cái phần chân móng nè Đó, sau đó khi mà bột nó còn hơi ướt ướt mà nó chưa có khô thì các bạn kéo xuống để cho nó cover ha các bạn nhớ là mỗi một dòng bột nè nó sẽ khác nhau về cái độ dẻo và độ khô của bột và tùy theo thời tiết thời tiết lạnh thì bột nó sẽ chảy hơn còn thời tiết nóng thì nó sẽ mau khô hơn vì vậy các bạn phải cảm nhận được cái bột của chúng ta như thế nào để chúng ta làm nó được đẹp nha các bạn nha khó khăn nhất khi mà các bạn in phiêu omre rây khó khăn nhất là những vấn đề ví dụ như khách à, muốn các bạn cắt thiệt thiệt là ngắn vào cái bộ móng dài như thế này mà khách bắt các bạn cắt thiệt là ngắn vào xong rồi đắp lại ôm rê màu cũ thì lúc đó các bạn phải lấy cái bột màu trắng á, và các bạn đắp như 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 mới luôn các bạn đắp một phần à, 2 phần 3 bột trắng và 1 phần 3 bột màu ở phía trên đó là khi mà những cái trường hợp đó tại vì khi mà khách muốn ngắn các bạn biết sao không mình phải cắt cho khách và mình cắt thì vô tình cái phần bột trắng của chúng ta nó sẽ bị mất hết đi rồi nó mất đó hết đi thì khi mà đắp thì chúng ta đâu còn bột trắng để chúng ta đắp ôm rê nữa đâu vì vậy cho nên là chúng ta phải bồi bột trắng lên và trong trường hợp đó thì các bạn phải mài cho cái móng nó thiệt là mỏng để chúng ta đắp cả bột trắng lẫn bột hồng lại và không bị bị dày thì chúng ta phải lúc mà chúng ta mài chúng ta phải mài thiệt là thiệt là mỏng ha đó đó là trường hợp khó khăn thứ nhất và trường hợp khó khăn thứ hai khi mà chúng ta à, đắp ôm ray um, infill á đó, đó là việc mà khách muốn đổi màu ví dụ như giờ khách không muốn màu hồng nữa mà khách muốn màu cam màu xanh màu đỏ màu gì đó thì hả rất là khó vì vậy cho nên là um, khi mà chúng ta à đắp những cái bộ màu khác á, thì chúng ta cũng phải bồi luôn cả bộ màu trắng ở phía ngoài và bộ màu mà khách yêu cầu ở phía trong rồi thêm một cái phần nữa thêm một cái phần nữa như thế này ví dụ như là à, khách khách đã làm ôm rây đậm rồi khách đã làm ôm rây đậm màu ví dụ như đây không phải là màu hồng mà đây là À, màu cam màu xanh hoặc là màu à, đỏ màu tím gì đó nó đậm thì là đậm rồi nhưng mà khi mà khách đến thì khách lại muốn ôm rây cái màu nhạt à, khách không muốn chơi cái màu đậm nữa mà khách ôm rây màu nhạt mà khách không chịu tháo ra không chịu làm mới mà khách lại muốn in view có những nhiều, nhiều người khách khổ lắm các bạn khách lại muốn in view à, cái màu nhạt hơn cái màu móng thật của móng móng cũ của khách thì cái trường hợp đó nó rất là khó ha các bạn nha thì khi mà các bạn từ chối khách ví dụ như khách Việt Nam thì các bạn dùng tiếng Việt Nam để các bạn giải thích cho khách á à chị ơi cái màu ở dưới nền này nó đã đậm rồi mà các chị muốn cái màu nhạt nó nằm lên trên á thì nó rất là khó nó sẽ không có cover được và bị lộ cái màu nhạt ở dưới còn nếu mà các 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 bạn mà làm ở nước ngoài giống như kiểu Quyên đi thì tiếng Anh vốn tiếng Anh của mình nó chưa được giỏi á thì các bạn rất là khó để mà các bạn giải thích với khách thì lúc đó các bạn lấy cái màu cái màu nhạt đó mà khách yêu cầu á các bạn đắp thử lên trên cái một cái móng nào đó của khách và các bạn giải thích với khách à cái bồ, màu mà bột này nó sẽ nhạt quá nó sẽ không có che lấp được cái 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 móng của khách cái, cái cái nền của khách gì vậy cho nên là khách phải làm lại cái màu cũ hoặc là làm cái màu đậm hơn thì các bạn phải giải thích ha có những cái trường hợp đó đó và những trường hợp đó thì rất là ít nhưng mà sẽ có nha các bạn nha sẽ có những cái trường hợp mà khách người ta chỉ muốn theo ý của người ta thôi và mình phải tùy cơ ứng biến nha các bạn còn như mà những cái bộ móng mà khách muốn làm lại những cái màu mà cũ như thế này thì đắp nó rất là dễ dàng luôn đó đắp nó rất là dễ dàng chúng ta chỉ việc cái phần nào mà không có bột ở phía trong thì chúng ta chỉ việc bồi bột thôi còn ở phần phía ngoài thì hầu như chúng ta giữ nguyên ừ. rồi lần trước chúng ta làm như thế nào lại thì lần này chúng ta như kiểu là giữ nguyên lại rồi cho nên là nó rất là dễ ha và khi mà đắp ôm rê á các bạn nhớ là lúc nào các bạn cũng đắp hai cục bột một cục bột đầu tiên là để cho nó co vờ và một cục bột thứ hai á thì các bạn bồi nó để cho cái cái phơm móng của chúng ta nó tròn trịa ở phía trong cho nó đẹp ha các bạn ha đó như kiểu nguyên đắp như thế này đây các bạn đặt cái cục bột vào và các bạn lúc nào cũng phải chúc cái tay khách xuống nha các bạn nha và các bạn dùng cây cọ các bạn kéo cho cái 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 móng của khách nó 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 co vờ cho nó đẹp như thế này Muốn đắp infill á, mà cho nó bền á, cho cái mẫu móng của người ta nó đẹp như mới luôn á thì cái khâu mà lúc đầu mà chúng ta khi mà chúng ta mài, à, mài cái lớp bột á, chúng ta phải cắt vỡ đồ này kia cho thiệt thiệt là kỹ Những cái chỗ nào vỡ là chúng ta phải cắt bỏ đi hết Cắt cái cách à, cắt bột vỡ thì Quyên đã hướng dẫn một video rồi đó Các bạn nghiêng cái đầu mài và các bạn cắt cho thiệt là sạch sẽ Thì khi mà các bạn à, infill phiêu uh, bột mới lên á, thì cái bộ móng của chúng ta nó sẽ cực kỳ bền luôn và cái phần mà sau khi mà các bạn bào sần á các bạn cắt sơ cái lớp da chết đi á, thì nó cũng giúp ích cho việc uh, cái móng của chúng ta nó được bền ha các bạn và mỗi một cái bộ móng mà khi mà chúng ta in phiêu á thì hả khách có thể chơi được thêm rất là nhiều lần có nhiều người khách đó người ta cứ phiêu đi phiêu lại hoài á tránh cái trường hợp mà tháo ra tháo vào cái bộ móng của người ta để cho cái tổn thương cái móng của người ta cho nên bên tay đây á thì người ta rất là thích phiêu cứ thường thường là người ta chơi cho chừng nào mà móng của người ta thiệt là cũ thì người ta mới tháo ra người ta làm lại vì vậy cho nên mà khi mà chúng ta phiêu á mà nó đẹp á đẹp giống như mới luôn giống như mới làm luôn thì khách rất là thích và hả việc mà chúng ta dũa phơm đồ chuẩn cái lúc đầu thì sau khi mà phiêu đồ này kia nọ nè thì chúng ta rất là nhẹ nhàng trong việc dũa và trong việc mài móng cho khách hầu như chúng ta chỉ mài sơ cái phần trong thôi còn cái phía ngoài cái phần bột trắng ở phía ngoài giống như là nó đã thẳng thướm rồi nó đã mịn màng rồi vì vậy cho nên là chúng ta không có phải mài đi mài lại nhiều lần một bộ infill mà khi mà chúng ta làm nó chuẩn nhất à, nếu như mà bộ infill mà chuẩn mà nguyên không quay quay cho các bạn xem mà nguyên làm theo kiểu nhanh đó thì trong vòng khoảng 25 phút trở lại là đã xong một cái bộ infill này rồi vì nó rất là nhanh đó các bạn cho nên đó hả à, rất là nhanh còn khi mà nguyên quay thì nguyên phải nói và nguyên quay chậm hơn cho các bạn xem cho nó dễ hiểu thì nó lâu hơn và khi mà chúng ta tua khách đó làm nhanh đó thì chúng ta sẽ làm nó rất là ngắn thời gian rồi bây giờ chúng ta dũa nè cái bộ móng này nó đã nó đã chuẩn rồi nó đã cái 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 của nó đã đã giống như kiểu là đã đã chuẩn rồi thì chúng ta dũa nó rất là dễ và các bạn nhớ đặt thẳng cây đũa và khi mà ánh mắt của các bạn nhìn là nhìn vào cái lằn xanh này cái lằn xanh trên cây đũa nè và chúng ta gà ở phía dưới hai bên và chúng ta chúng ta rửa rửa thẳng tại vì đây là phơm hình thang phơm cô phình ha rồi các bạn sẽ các bạn sẽ rửa và các bạn à, mài sau khi chúng ta rửa xong thì chúng ta sẽ mài mài và chúng ta à, mài mịn xong thì chúng ta sơn tốt thì chúng ta sẽ kết thúc à, cái à, việc à, infill và các bạn nhớ là các bạn khi mà các bạn rửa các bạn đừng có dũa phía trên đầu móng ha cái những cái video đũa thì quyên đã ra rất rất rất, rất là nhiều những video dũa rồi và các bạn đừng có dũa trên đầu móng các bạn chỉ dũa hai bên như thế này thôi lấy đi những cái phần bột mà dư thừa nó bị chảy hai bên thôi các bạn không có cần phải mài ở trên đầu móng còn một lát nữa sau khi chúng ta dũa thì chúng ta sẽ dựng cái tay của khách lại chúng ta sẽ dựng đứng thẳng lên và chúng ta đặt cái cây dũa chúng ta à, dũa đầu móng thì cái phơm của chúng ta nó sẽ đẹp và nó thẳng hơn và cái lúc đó cái ánh mắt của chúng ta nhìn đó thì nó sẽ à, được à, biết được là cái móng của chúng ta nó có thẳng không nó có bị nghiêng bên trái hay bên phải không nó dễ nhìn hơn là khi chúng ta nhìn như thế này tại vì thường thường á các bạn biết tại sao chúng ta dựng cái tay lên không tại vì á cái hướng của chúng ta đang nhìn này là cái hướng mắt của chúng ta còn khách đó mà thường thường họ nhìn móng của họ đó họ thường lật cái bàn tay họ lại và họ co các ngón tay của lại của họ của họ lại để họ ngắm đó giống kiểu như vậy và họ co các ngón tay lại đó cái mắt của khách đó sẽ nhìn theo cái hướng này vì vậy mà khi mà chúng ta lật lại như thế này để chúng ta làm đó, thì chúng ta sẽ nhìn theo cái hướng mắt của khách đó vì vậy chúng ta sẽ biết được là nó có méo hay không tại vì khi mà thợ của mình á khi mà chúng ta làm á chúng ta nhìn theo hướng mắt của thợ á thì chúng ta thấy nó thẳng nhưng mà có nhiều người khách người ta bảo là à ta thấy nó xéo cho nó nó không có bị thẳng nó không có được thẳng thì chẳng qua là khách nhìn theo cái hướng của khách còn mình nhìn theo cái hướng của mình vì vậy mình cãi với khách thì không có được ha các bạn ha mình lật ngược lại như thế này nè đó là mình xem được là cái cái móng nó đã thẳng chưa là theo cái hướng nhìn của khách vì vậy cho nên nó là mình đã biết được cái móng nào méo cái móng nào nó nó thẳng rồi cho nên là mình dễ canh hơn và khi mà mình duỗi đầu như thế này á thì cái form nó rất là căng căng đét luôn và nó rất là đẹp còn như mà thường thường ở Việt Nam các bạn làm thì có nhiều khách người ta không có thích căng đâu, người ta không có thích căng đét đâu, tại hai bên nó có hai cái cạnh nó rất là bén á. thường thường người ta sẽ kêu các bạn o lại một chút xíu nữa, bo bo hai bên chút xíu nữa để cho nó không có được bén. thì theo cái form đó thì như bên này gọi là square oval hoặc là rau nó thêm một chút xíu tròn tròn ở phía trên á để cho nó không có bị đau móng tay của khách đó. thì sau khi mà các bạn dũa xong nồi xui hết rồi thì bây giờ các bạn đo lại cho khách các bạn đo hai bên cho nó đều không các bạn chịu khó cho các bạn xiên đó, các bạn đo ví dụ như khách đông các bạn không cần đo như thế này luôn các bạn có thể sơn luôn nhưng mà khi mà rảnh rảnh á các bạn đo hai bên như thế này nè thứ nhất đó là cái chiều dài của móng có bằng nhau không thứ hai là trên đầu móng này các bạn thấy không ví dụ như à, ở trên đầu móng này phía bên tay trái hoặc tay phải thì nó có to hơn bên kia thì chúng ta à, gà thêm vài đường nữa để cho nó động đều với nhau thì nhìn vào bộ móng mà khi khách giơ hai bàn tay khách lên á, hoặc là khi mà mình chụp hình mẫu á, mình chụp hình cho khách đó thì mình thấy á, các đầu móng các cái đầu móng nó cái chiều ngang của nó bằng nhau hết đó, thì khi mình chụp hình nó rất là đẹp còn khi mà các bạn không kỹ cái phần này á lát nữa các bạn chụp hình á ở đầu móng bên này thì bè ra to hơn đầu móng bên kia thì túm lại nhỏ hơn thì nhìn cái bộ móng ta nó không có chuyên nghiệp ha thì các bạn chịu khó một xíu vậy thì nó rất là đẹp rồi sau khi mà các bạn đo xong xuôi hết thì cái bộ móng nó đã đồng đều hết thì chúng ta chỉ việc chúng ta sơn tớp lên nữa là chúng ta đã kết thúc một cái bộ móng rồi và in in fill -on -ray thì nãy giờ quyên cũng nói cho các bạn nghe đó nó rất là à, gọi là nó rất là à, nó rất là dễ nhưng mà nếu mà có những cái trường hợp nó khó đó thì các bạn phải lưu ý ha rồi sau khi đó thì chúng ta mài mịn nè các bạn thấy mài mịn nó rất là đơn giản thì tại vì ở phía ngoài ôm rây á mà ở phía phía ngoài cái 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 chỗ chính giữa đồ này kia nọ chúng ta đã vuốt cho nó thẳng thớm rồi thì ở phía ngoài chúng ta không có mài nhiều nữa nếu các bạn mài nhiều thì các bạn sẽ vô tình lấy hết cái bột hồng đi và nó sẽ mất luôn cái chỗ cover đó vì vậy chúng ta chỉ lướt thôi lướt nhẹ thôi và chúng ta quan trọng là chúng ta mài cái khóe ở phía trong nè chúng ta mài cái khóe từ phía bên tay trái em coi tay phải qua tay trái thì cho nó thẳng thướng thôi còn ở phía trên thì chúng ta chỉ lướt nhẹ sơ thôi sơ sơ để cho nó bóng bóng ở trên thôi chứ chúng ta không có mài kỹ ở phía trên ha và chúng ta gà nhẹ thôi à, ở phía dưới chúng ta cũng gà nhẹ nữa tại vì cái phần bột màu trắng ở phía ngoài nãy giờ chúng ta đâu có tác động tới nhiều đâu mà chúng ta mài nhiều đó chúng ta chỉ rà sơ sơ như vậy thôi là cái bộ móng của chúng ta nó đã cực kỳ đẹp rồi cái lúc mà chúng ta đắp á, chúng ta kéo cho nó thiệt là phẳng á, thiệt là đẹp á cái dính giữa của cái hai cái cục bột nó không có bị gu gù, gù lên á thì khi mà chúng ta mài mịn á thì nó rất là dễ và nó rất là nhanh đó các bạn đó các bạn thấy không thấy nguyên mài không đa số là nguyên chủ yếu nguyên mài ở phía trong cái khóe cho nó tròn trịa thôi còn phía ngoài là hầu như là nguyên chỉ ra sơ qua một cái là xong rồi là nguyên sẽ kết thúc cái cái chuyện mà mài móng rồi sau đó thì chúng ta chỉ việc lấy bút phờ và chúng ta đánh cho nó thiệt là mịn mà các bạn nhớ nha các bạn đánh bút phờ á cho những bộ móng hôm rây á thì các bạn đánh từ trong đánh ra đánh bút phờ từ trong đánh ra và à, đánh hai bên các bạn kéo 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 xuống như thế này để cho nó mịn nha các bạn đừng có cầm cái bút phờ mà các bạn nguyên thấy nhiều bạn cứ cầm để đặt cái trên móng mà gà 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 qua gà, 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 gà lại vậy giống như kiểu rất là mạnh bạo thì không có phải chúng ta cứ cứ đánh chủ yếu là chúng ta đánh hai bên và chúng ta đánh ở sát vào cái chân 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 chân, chân móng của khách và chúng ta đánh cho nó thiệt là mịn màng à, phần ở trên để cho lát nữa chúng ta sơn tớp á chúng ta sẽ không có nhìn thấy những cái chỗ mà nó bị À, bị bị gọi là sặc răng ha các bạn ha và thường thường thì như ở Việt Nam thì sau giai đoạn này thì các bạn sẽ ngâm các bạn sẽ ngâm các bạn cắt da còn như bên này thì Quyên không có ngâm cắt da mà Quyên chỉ à, à, sơn tớp lên nữa thì kết thúc bộ bóng cho khách Quyên à, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn đồng hành với Quyên trong những cái video à, cũng như là trong những cái bài học của Quyên và Nguyên chúc cho các bạn à, Thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và nhất là yên tâm chống dịch thôi các bạn ha. À, trong thời gian dịch giả như thế này thì chúc các bạn và gia đình luôn nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Quyên sẽ ra những video hay hơn nữa. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.